Thế không nghe rõ mà từ lúc nãy cứ ngồi yên không thấy phản ứng gì. Ở trên này thầy thì cứ nghe thấy quá to. Vì để cái loa ở trên này này. Còn hóa ra là có mỗi hai cái loa nhỏ trên này chạy. Cái loa to dưới không loa nào chạy mà không ai phản ứng gì. Được chưa các Phật tử ở phía dưới nghe rõ chưa? Ở ngoài sân có nghe được không? Ngoài sân nghe được không? Ngoài sân, ở nhà dưới có nghe được không? Ở dưới không có à? Ở dưới không có kìa. Loa đài đâu rồi, âm thanh đâu rồi? Hai phòng dưới kia hôm qua có đưa loa xuống không? Chưa được thì phải xem sửa lại luôn. Cái này là phải chuẩn bị từ hôm qua. Đội loa đài hôm nay thì theo các Phật tử cho ăn.
để làm cái bài vị cầu siêu cho cái vong linh mà Phật tử này nêu ở trong cái câu hỏi này. Nếu mà không nhớ tên thì đặt cho là cái pháp danh là Diệu Âm Tịnh Liên. Nhớ lên đặt cho pháp âm là Diệu, pháp danh là Diệu Âm Tịnh Liên để viết cái bài vị. Và cái vong linh thai nhi làm cho cái bài vị vong linh thai nhi thì đặt pháp danh là Diệu Âm thôi, để sám hối đi đã. Xong còn thì sau pháp hội này thì gia đình lên gặp thầy để hướng dẫn cho cách làm trực tiếp, cái cách để giải quyết cái trực tiếp và dứt điểm cái vấn đề này, không có là rất là khó để mà vượt qua được những cái đại họa ấy. Câu hỏi thứ hai, vị này hỏi là về phía mẹ chồng con năm 1945. Trong một bữa ăn cơm, mẹ con ngồi đầu mâm cơm, có một người ăn xin đến xin ăn khoảng 15-16 tuổi. Mẹ con không cho họ và còn đuổi đi. Họ lết bò đến đường thì chết. Mẹ con sinh được ba người con gái, lúc sinh ra đều khỏe mạnh, bụ bẫm nhưng không biết đi, chỉ biết bò lết. Đến năm 15-16 tuổi thì đều bị chết. Chúng ta thấy đáng sợ không? Cho nên đó, Đức Phật mới dạy chúng ta phải có lòng từ bi là như thế. Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, đúng không? Cứu một mạng người bằng hơn là xây gì? Bảy tòa tháp. Trong cái lúc người ta khó khăn, người ta bệnh tật, người ta đói khát, người ta khổ sở, người ta cùng quẫn, người ta mới đi ăn xin. Mình không có thì phải chịu, mình có thì phải gì? Bố thí cho họ. Đây là một bài học nhãn tiền cho tất cả các Phật tử chúng ta. Nhân quả không bỏ sót một ai. Cho nên á, mình gieo nhân nào, mình sẽ phải gặt quả đó. Ở đây chính là gì? Nhân quả. Ở đây chính là gì? Vì lòng keo kiệt, bốn xín mà sinh ra cái gì? Cái quả báo, cái tai họa ấy. Cho nên qua đây, Thầy cũng muốn nhắc nhở tất cả các Phật tử chúng ta, ở trong cuộc sống này không có ai giàu được ba họ, cũng chẳng có ai khó hết cả chín đời. Vì vậy mà chúng ta phải biết gì? Phải biết tu nhân tích đức, làm việc phúc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc là như thế. Giúp đỡ những người nghèo cùng khổ sở bệnh tật không nơi nương tựa là như vậy. Đức Phật nói công đức bố thí gì? Rất là lớn. Giúp đỡ một người, Ngài nói là, Đức Phật nói là còn cứu giúp được một người công đức, phúc báu còn hơn là xây bảy tòa tháp. Đó. Cho nên cái trường hợp này thì chúng ta thấy qua cái câu hỏi mà Phật tử này trình lên ban tổ chức và hỏi Thầy như vậy, chúng ta thấy là thực sự là rất đáng sợ. Vì sao mà lại xảy ra cái chuyện như vậy? Chúng ta biết là nếu mà không cho một người ăn xin ấy mà họ không sao ấy, họ vẫn bình thường, họ đi sang nhà khác mà họ vẫn xin ăn được, họ no đủ ấy, thì cái tội nghiệp của mẹ của Phật tử này thì nó là nhẹ đi. Nhưng không cho họ, đuổi họ đi, họ bỏ lê bổ lết vì đói quá mà gì, họ chết. Cho nên cái thần thức của họ gì, họ báo oán. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái nhân mình gieo là gì, là keo kiệt, là bốn xín. Cho nên cái quả mình phải thọ đó là sinh cả ba đứa con gái, nhưng mà cả ba đứa con gái gì, không ai biết đi, chỉ biết bò. Và đến năm 15-16 tuổi
đều qua đời hết, không ai thọ được. Cho nên đây là một cái bài học về nhân quả, về lòng từ bi, cứu khổ mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Chúng ta cần phải để ghi nhớ sâu sắc ở trong lòng, để phát cái tâm Bồ Đề giúp đỡ mọi người, mọi loài. Thế chớ có gì? Chớ có coi thường về luật nhân quả vận hành mà Đức Phật đã chỉ dạy ở trong kinh điển. Đó. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ ba, về bản thân con, vì cuộc sống mưu sinh con làm nghề bán thịt chó, ăn uống tại nhà. Năm 2000 chồng con mất sớm, một mình nuôi ba đứa con ăn học. Đến năm 17 tuổi, do nhân duyên con được đi chùa Khai Nguyên. Đến năm 2017, khổ lại nói 17 tuổi. Đến năm 2017, tức là đến nay cũng đã 5 năm rồi đúng không? Đến năm 2017, do nhân duyên con được đi chùa Khai Nguyên dự pháp hội tháng 9 năm 2017. Sau đó con bỏ nghề không bán thịt chó nữa. Từ đấy đến nay, con theo chùa phát nguyện đọc Kinh Địa Tạng 3 năm. Nhưng do dịch Covid nên con đọc thêm Kinh Phổ Môn và chỉ đọc một quyển Kinh Địa Tạng. Sau đó, lễ lạy danh hiệu Đức Phật A-di-đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng. Sau cùng con hồi hướng, con kính mong Thầy chỉ dẫn cho con làm thế nào để cho con cháu chúng con kéo dài được tuổi thọ. Riêng việc này chỉ có bếp nhà con bị, còn các cái nhà khác tuổi thọ vẫn rất dài. Thì chỉ trong bếp nhà mình thôi bị, còn trong chi họ các bếp khác cảnh trên cảnh dưới thì không sao đúng không? Chỉ có bếp nhà này thôi thì tuổi thọ đoàn thọ như thế, đây gọi là đoàn thọ. Thì qua ba câu hỏi mà Phật tử này đưa lên đây để hỏi, thì chúng ta thấy, nghe, chúng ta thấy rằng tất cả đều không thoát được từ nhân quả. Cho nên bây giờ thì thôi, cũng may mắn là năm 2017 Phật tử này lên chùa nghe Pháp và về đã phát nguyện là bỏ không làm nghề bán hàng ăn, tức là bán thịt chó nữa. Và chúng ta biết con chó, con mèo là hai cái con vật rất gần gũi với con người chúng ta, rất trung thành với gia đình chúng ta. Vậy mà chúng ta thì nỡ lòng đang tâm giết hại để vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh. Thì đúng là ở ngoài xã hội, người mà chưa học Phật Pháp, chưa biết về nhân quả thì họ cho rằng đây là chuyện bình thường, đúng không? Mà thậm chí Việt Nam chúng ta còn cho là đây là một món ăn là gì ạ? Là đặc sản nữa. Đó, nhiều người họ cho là món ăn này là món ăn đặc sản, cho nên họ rất thích. Mà thậm chí là mấy năm trước thì cái tổ chức Hòa Bình Xanh Thế Giới và một tổ chức Bảo Vệ Động Vật Thế Giới, họ đã có kiến nghị thư lên cả Thủ tướng nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúng ta mấy năm trước. Thì cũng thấy là gì? Báo chí cũng viết lên nầm bầm là một thời gian, nhưng mà những cái số lượng người họ coi thịt chó là món ăn đặc sản, họ không bằng lòng. Và họ cũng nhờ các nhà báo để họ phản ánh, họ viết lại và họ phản bác rằng đây là cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam chúng ta. Cho nên cuối cùng thì tổ chức Bảo Vệ Động Vật Thế Giới cũng chịu thua, vì nó ăn sâu vào cái gì? Cái tiềm thức của một bộ phận người Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay rồi. Và cho rằng những con vật mà mình nuôi và bao giờ thì mình không muốn nuôi nữa, hoặc một lý do nào đó, thì nó phải quay trở lại gì? Nó nuôi lại mình. Tức là mình giết nó để ăn thịt đó. Mình nuôi nó thì bây giờ nó phải trả lại, trả ơn của mình và để cho mình giết thịt để mình ăn. Đại đa số con người ở thế gian đó, chúng ta thường nghĩ như vậy. Vì chúng ta biết là
Cho nên ở đây chúng ta mới biết rằng chỉ có Đức Phật là đấng Ngài đã giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Ngài mới thấy được cái quy luật vận hành của nhân quả. Thấy được rằng tất cả chúng sinh ở trên thế gian này, cho dù là nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con voi, con trâu, con bò, và thông minh như con người chúng ta, cũng đều có một cái nỗi sợ, đó là sợ phải chết. Đều chung có một cái nỗi sợ, đó là sợ phải chết. Và đều có một ham muốn, mong muốn, đó là gì? Được sống. Chẳng có ai muốn chết cả các quý vị. Ai cũng muốn được sống, được bình an, được mạnh khỏe. Đức Phật nói tất cả chúng sinh ở trên thế gian này cũng đều thế mà thôi. Giống như vị nước biển, chỉ có một vị duy nhất, đó là vị mặn. Tất cả chúng sinh ở trên thế gian này đều có một nỗi sợ chung duy nhất, đó là chung phải chết. Đều có một sự mong muốn duy nhất, đó là mong muốn được sống, được bình an. Nhưng không biết từ bao giờ con người chúng ta cho mình cái quyền này là được tiêu diệt những mạng sống, những loài động vật khác, để nuôi dưỡng và bảo vệ loài giống và bảo vệ mạng sống của mình. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới nói gì? Gieo nhân nào thì ắt phải gặt quả đó. Vì vậy mà chiến tranh, loạn lạc, đao binh, bệnh tật, hoạn nạn đến với nhân loại chúng ta cũng từ gì? Sát sinh, từ nghiệp sát sinh. Chiến tranh do đâu mà sinh ra? Trong kinh Nhân Quả ba đời Đức Phật nói gì? Do chính gì? Nghiệp sát sinh mà sinh ra. Oan oan là tương báo, nhiều đời nhiều kiếp không xả. Khi đều được sinh ra làm người, và người thì được sinh ra quốc gia này, người được sinh ra quốc nọ, quốc gia nọ, người sinh ra quốc gia kia, và gây thù chuốc oán với nhau, rồi tìm đến là gì? Tiêu diệt lẫn nhau, tức là chiến tranh. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta muốn dứt trừ cái nỗi khổ về chiến tranh nên dừng việc sát sinh. Cho nên các Phật tử chúng ta thì ăn chay chính là chúng ta thì tránh bớt đi cái nghiệp sát sinh cho nhân loại, tránh bớt đi cái nghiệp gì? Chiến tranh là cái quả, sát sinh là cái nghiệp gì? Cái nhân. Còn chiến tranh là cái quả cho nhân loại chúng ta lâu dài về sau. Nếu còn chúng ta mà ăn chay, không sát sinh hại vật, ăn chay mà tụng kinh niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới theo quan điểm của gì? Phật giáo Bắc Tông và những người tu theo pháp môn Tịnh Độ của chúng ta. Khi chúng ta được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì chúng ta vĩnh viễn không còn phải chịu cái cảnh khổ sinh lão bệnh tử nữa. Không phải chịu cái cảnh khổ về chiến tranh, về bệnh tật, về thiên tai, địch họa, dịch bệnh vân vân nữa. Vì chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới và các cõi thanh tịnh của mười phương chư Phật mới giải thoát khỏi hết được những cái nỗi khổ về sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái, biệt ly, oán tăng, hội và ngũ ấm xứ tịnh khổ vân vân đó. Cho nên chúng ta ăn chay mới chỉ là gì? Tạm dừng hoặc là giảm bớt đi những nỗi khổ ở thế gian đối với nhân loại chúng ta mà thôi. Còn nếu muốn thoát khổ hẳn thì chúng ta cái loa cho bé đi một chút, không nghe thấy cái tiếng nó ù trên này à? Cho như lúc nãy là vừa thôi. Cái tai ở đâu mà không nghe. Lần sau là phải mời cái người chỉnh loa cho tốt. Các Phật tử lần sau có ai biết chỉnh về loa đài, pháp hội như thế này phát tâm lên giúp hộ cho thầy. Đội này kém lắm.
Ngay tí nữa thôi thì có ai biết điều chỉnh về âm thanh không, để lên phát tâm hộ thầy. À, trở lại bài giảng, thầy đang nói là về cái luật nhân quả, chúng ta cần phải tìm hiểu, đọc, nghiên cứu, và chúng ta phát nguyện giữ gìn làm sao đó để tránh những cái gì, cái nhân ác, tránh những cái nhân ác để cho chúng ta không bị quả báo về sau. Cái trường hợp Phật tử này đưa ba câu hỏi này thì thầy trả lời sơ qua như vậy thôi. Còn hôm xong pháp hội thì khoảng độ ngoài rằm vào cái buổi thứ bảy hoặc chủ nhật này đó thì lên chùa đủ duyên thì thầy sẽ hướng dẫn cho cái cách để mà giải quyết dứt điểm cái vấn đề mà Phật tử đưa câu hỏi này. Thì hôm nay thì cũng không có thời gian để trả lời kỹ sâu vào cái trường hợp Phật tử này. Ở dưới kia nghe gì không? Nghe rồi đúng không? Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Năm con 12 tuổi, con mua một chú chim về nuôi. Con hứa là chim ơi, tao không bao giờ thịt mày đâu. Thế là được một tuần sau thì con lôi ra thịt. Chúng ta thấy lời hứa con người chúng ta có chuẩn không? Mới hứa là gì? Chim ơi, tao không thịt mày đâu. Thế mà một tuần sau lại lôi ra để thịt. Thế là chú chim ấy nhập vào đôi chim giả đồ chơi của con. Chú kêu cả đêm. Thế là mẹ con mới dậy thắp hương thì mới hết kêu. Đến năm con 16 tuổi, con đi làm qua bãi Tha Ma. Đêm về con lại mất ngủ. Con không ngủ được. Tự nhiên con lại nghĩ bây giờ về nhà Phật. Con không biết con bị làm sao nữa, mà con sợ có tội với nhà Phật lắm. Về sau đấy, con cứ nghĩ bây giờ ông trời mà còn viết chữ khó đọc quá. Chữ này chắc chỉ học lớp 2, lớp 3 thôi. Về sau đấy, con cứ nghĩ bay về ông trời mà không thể luận được. Chữ quá khó đọc, còn sai cả chính tả nữa. Về sau đấy con cứ nghĩ con cứ nghĩ bậy đó, luận mãi mới được. Con cứ nghĩ bậy về ông trời mà con rất sợ có tội với ông trời. Con không kiểm soát được ý nghĩ trong đầu con nữa. Con cũng đi lễ nhiều nơi rồi mà không khỏi. Con không biết con bị làm sao nữa, và con bị như thế này là 20 năm rồi ạ. Con xin thầy cứu con. Con xin tri ân công đức của thầy. Con là Đặng Văn ... ở Thường Tín, Hà Nội. Có ghi tên ở đây nhưng mà thầy thôi tế nhị, không đọc ra. Các Phật tử chúng ta có thấy không? Một cậu bé năm 12 tuổi mua một con chim về và hứa với nó là gì? Chim ơi chim, tao nuôi mày chứ tao không thịt mày đâu. Nhưng mà 7 ngày sau thì đem ra gì? Đem ra thịt. Thịt chim ăn rồi thì đến đêm lại ngủ. Thì cái con chim đồ chơi bằng gỗ tự nhiên gì? Nó phát ra tiếng. Chúng ta thấy ghê không? Phát ra tiếng. Mà đây không phải là chỉ một mình nhé. Cái cậu nhỏ, cậu bé này thì nghe thấy
mà là mẹ và người nhà thì cũng nghe thấy. Cho nên là mẹ phải ngay trong đêm đó phải ra thắp hương để khấn nguyện ở trên ban thờ đó, thì cái tiếng chim ở trong con chim đồ chơi của cậu nhóc này, cậu bé này gì mới hết. Và từ đó đến nay thì cái trường hợp này thì ngủ đêm thì gì? Trước đó thì ngủ đêm ấy, thì hay thấy những giấc mơ gì, giấc mơ đáng sợ. Đi ra bãi tha ma về thì lại mất ngủ và không ngủ được, vân vân. Rồi hay nghĩ đến chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Thầy nghĩ đây cũng là vấn đề gì ạ? Nhân quả. Thôi cái trường hợp này thì có hỏi thầy về cái phương pháp để cứu chữa. Ngay trong pháp hội này nè, có thể thì nếu có điều kiện thì mua lấy cái lồng chim để phóng sinh luôn trong sáng mai cũng được. Đó, liên hệ với các sư ở trên chùa đó, xong rồi các sư ấy gọi cho mua lên một lồng chim sẻ về để phóng sinh vào ngày mai. Đó, các thầy làm lễ cho đại chúng, cũng trợ duyên làm lễ cho. Rồi còn sau đó thì có thể là một dịp nào đó, pháp hội này thì thầy bận lắm rồi không thể tiếp khách để trả lời được. Một cái dịp nào đó thì đi lên sang tháng sau, cuối tháng sau có pháp hội Địa Tạng rồi. Mọi năm trước là từ tháng mấy, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu nhỉ các Phật tử nhỉ? Nhớ ngày bao nhiêu không? 20 mấy? 22 hả? 22 đến 20 mấy? 22 đến 28 hàng tháng đúng không? Bắt đầu từ tháng sau là có thể mở lại khóa tu Địa Tạng hàng tuần, hàng tháng của chúng ta, một tuần cuối tháng rồi. Đó. Thì đến lúc đó lên thì thầy sẽ hướng dẫn và cho vào làm lễ thêm và hướng dẫn thêm cho. Đấy. Trường hợp này thì thầy nghĩ là cũng ổn thôi. Nếu nhất tâm mà để sám hối mà tu tập nữa, các thầy trợ duyên cho nữa thì thầy nghĩ là cái chuyện bình thường trở lại là cũng có cơ hội là 90-95%. Cho nên cũng không phải lo lắng lắm. Trong nếu mà đi lễ ở đây mà có điều kiện thì có thể mai vẫn còn ở lại, mà làm lễ phóng sinh được thì phóng sinh luôn được cho nó nhẹ nhàng, bớt dần đi. Đó, hứa một lời, hứa một đàng mà làm một nẻo. Chúng ta thấy cái quả báo đó, 20 năm nay vẫn gì, trong lòng vẫn gì, vẫn thấy là không ổn, bất ổn đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, tên con là Phạm Thị Hí, 77 tuổi. Ở Hải Dương. Gia đình họ chồng con không tin Phật Pháp, nên ngôi mộ tổ đang phát, nhưng các con của cụ chuyển đi chỗ khác. Do đó, các con trưởng chỉ chết non và chỉ sinh một con trai, còn con thứ thì chỉ sinh có con gái. Nhiều con lo cho con trưởng của con lại chết non, như ông bà nội và bố của cháu. Vậy Thầy cho con biết ạ. Con cảm ơn Thầy nhiều. Cái này thì cái chuyện nó cũng đã rồi. Phật tử này có nói rằng là mồ mả đang gì, đang phát, mà con cái, con cháu nó đem chuyển mồ mả của các cụ đi chỗ khác. Cho nên từ đó đến nay là mới xảy ra cái chuyện, nhưng mà như là Phật tử này đưa câu hỏi. Và bây giờ muốn hỏi cái phương pháp để đối trị và giải trừ như thế nào. Thì cái trường hợp này bây giờ thì nó cũng khó lắm. Mồ mả thì chuyển đi rồi, không chuyển lại được nữa. Mặc dù cái đất đó tốt đấy, phát đấy, nhưng mình đã chuyển đi rồi, chuyển lại cũng không được nữa. Đó. Cái này, cái chuyện mồ mả tâm linh này nó cũng khó nói lắm các quý vị.
Nếu mà chúng ta không có niềm tin mà nói sâu một chút, chúng ta sẽ bảo là mê tín dị đoan, bảo là đi tu rồi, ông thầy đi tu rồi mà mê tín dị đoan. Nhưng mà không nói thì chúng ta thì không biết để mà làm, không biết để mà làm. Cho nên các cụ chúng ta ngày xưa có cái câu nói là gì? Sống là gì? Vì mồ, vì mả. Phải vì mồ, vì mả như thế. Chứ không được coi thường. Hay là như ở trong các cụ chúng ta đi chùa ngày xưa thường nói gì? Đình chùa là mộ tổ của dân. Nghe thấy câu đó chưa? Đình chùa hay là đền chùa là mộ tổ của dân. Tức là ngày xưa các cụ rất quan trọng đến cái vấn đề gì? Chọn đất, xây đình, xây đền, xây chùa để thờ Phật, thờ Thánh, thờ các thành thần linh, các thành hoàng làng vân vân, để cầu nguyện cho gì? Dân làng được bình an, mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi, phát triển đối với con cháu của con dân cháu làng vân vân. Đó. Cho nên ngày xưa chúng ta biết rằng cái việc mà lựa chọn phong thủy đất cát để xây đình, xây chùa, xây đền, xây miếu vân vân đó, rất quan trọng. Và kể cả cái việc gì lựa đất, chọn đất để đặt mồ mả tổ tiên, các cụ đã khuất bóng đó, rất quan trọng. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta thì mồ mả mà đã yên rồi thì chúng ta cứ để nguyên, chớ có động chạm vào mà đang yên đang lành rồi, họ hàng con cháu nội ngoại hai bên đang yên đang lành, công danh sự nghiệp tốt rồi, con cháu ngoan ngoãn thảo hiền giỏi giang rồi thì cứ để nguyên như thế. Trừ rằng nhà nước họ làm tới các công trình gì của nhà nước bắt buộc phải chuyển thì chúng ta không cưỡng lại được thôi. Còn nếu mà không ai đồng chạm gì tới, không vướng bận gì tới thì cho dù có đi xa một chút cũng nên đi. Xa một chút cũng nên đi. Bây giờ một số người cứ muốn quy tụ, quy tập. Tức là các cụ ngày xưa thì chỗ đồng cánh đồng này chôn một vài cụ, cánh đồng kia chôn một vài cụ vân vân, có thể xa đến hàng mấy trăm mét, thậm chí hàng cây số, thậm chí dài hơn, nhiều hơn. Bây giờ con cháu là lười, không muốn đi nhiều nơi. Thứ nhất, thứ hai là gì? Là sợ là để mỗi nơi một cái như thế, sau này sợ là con cháu gì? Để mất mộ các cụ. Cho nên là tiện nhất là quy tập lại, mua một cái mảnh đất, hoặc là được nghĩa trang trong thôn, trong xã họ cấp cho, hoặc là mua. Hà Nội bây giờ đa số là đều phải mua rồi, không có cấp nữa. Đó. Trừ mấy cái huyện ngoại thành, nghĩa trang đất đồi và nghĩa trang còn nhiều thôi, chứ còn những cái quận ở trong nội thành bây giờ làm gì có nữa đâu, đều phải đi mua hết. Cho nên là muốn cho thuận tiện là cứ mua một khoảnh ra là quy tụ hết tất tần tật về một chỗ đấy, để thuận tiện cho ngày lễ ngày Tết ra thắp hương một chỗ, thế là xong. Cũng là thuận tiện cho gì, là sợ là sau này thì là không bị mất mồ mất mả vân vân. Nhưng là vô tình, như Phật tử này nói là gì, là mộ đăng kết mà con cháu thì tự nhiên là chuyển các cụ đi. Cái trường hợp này chúng tôi gặp nhiều, cũng nhiều người gia đình sau khi làm những cái việc này lục đục, thậm chí là có những gia đình là còn tan nát cả cái chi họ, cả cái dòng họ nữa cơ. Nếu mà cái mộ tổ quan trọng mà thần thức các cụ vẫn còn ngự ở đó, phức tạp lắm. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta thì nếu mà các cụ ở dưới kia đã gì mồ mả đang yên ấm rồi, đẹp đẽ rồi, chúng ta cứ để nguyên. Trừ trường hợp bất khả kháng thì chúng ta mới phải quy tụ thôi, mới phải chuyển thôi. Bất khả kháng là gì? Do nhiều trường hợp. Có thể nhà nước họ lấy quy hoạch đất để làm đường, làm xá, làm các công trình giao thông công cộng vân vân chẳng hạn, thì chúng ta bắt buộc phải chuyển thì chuyển, không thì cứ để nguyên. Đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta gì, chúng ta cũng nắm bắt được cái việc tâm linh nó không
Chúng ta đừng có nghĩ rằng thôi tiện, cứ quy tụ về một chỗ để cho nó tiện, đi thắp hương ngày giỗ ngày Tết để coi coi sau này không bị mất mộ vân vân và vân vân. Chúng ta nghĩ tiện cho gì, cho chúng ta thôi, nhưng thực sự cái đằng sau cái tiện đó là cái tác hại chúng ta không thể lường được trước được, không thể lường hết trước được. Cho nên tốt nhất đang yên đang lành cứ để yên, yên vị như thế. Các cụ ngày xưa nói rồi, đình đền miếu mạo chùa chiền là mộ tổ của dân, còn mồ mả các cụ tổ tiên á, đối với một dòng họ, đối với một chi họ, đối với một gia đình ấy, chúng ta cũng rất quan trọng. Vì sao mà như vậy? Nếu nói về nhân quả thì bảo là con người ta chết đi á, thì người thì có phúc được sinh thiên hoặc được sinh làm người hoặc được sinh về cõi cực lạc rồi thì có còn quan trọng cái điều đó gì nữa đâu. Hoặc là người không được sinh thiên, sinh vào trong ba đường ác á, địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng có làm gì được nữa đâu, vân vân. Nhưng chúng ta biết rằng không phải ai cũng sinh thiên, không phải ai cũng sinh về Tây Phương cực lạc được, không phải ai cũng bị đoạn ba đường ác hết. Cho nên có nhiều trường hợp là gì? Thần thức của họ sau khi mất đi 47-49 ngày, qua 7 lần trung ấm thân chuyển thế, họ không đi đầu thai được, phúc chưa đủ để đi sinh thiên hoặc là sinh về cõi Tây Phương cực lạc thế giới, mà tội cũng chưa đủ để đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì cái cõi sống của họ chính là gì? Mình gọi là cõi âm đó, gọi là cõi vĩnh hằng đó. Và cái thần thức của họ lúc đó thì qua 49 ngày thì họ coi chính cái nắm xương nắm cho của họ ở trong ngôi mộ đó, ở trong cái tháp đó, và cái ngôi mộ đó chính là cái nhà của họ đó, coi cái ngôi mộ đó chính là cái nhà của họ. Cho nên chúng ta mới thấy thì có ngôi mộ rất là thiêng, nhưng có ngôi mộ thì chẳng có cái gì cả. Kể cả các Phật tử chúng ta mà đăng ký nhập tháp mấy năm nay mà nhập tháp đó, có những Phật tử thì chỉ dừng hơi thở một cái thì các Phật tử được thoát hóa đầu thai trở lại làm người, hoặc được sinh về cõi trời, hoặc được sinh thậm chí là sinh cả cõi Tây Phương cực lạc thế giới rồi. Vì sao? Họ nhất tâm tu hành, họ buông xả được những điều cần buông và họ làm được những việc cần làm, đó là buông bỏ tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó. Và họ làm những cái việc gì? Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, một lòng niệm Phật để cầu cầu sinh cực lạc. Cho nên có trường hợp gì? Họ thoát hóa vãng sinh về Tây Phương cực lạc thế giới ngay trong tuần đầu tiên, thậm chí ngay trong ngày đầu tiên nữa đó. Nhưng có những trường hợp có Phật tử phải gì? 2 tuần sau, 3 tuần sau, thậm chí là đến 7 tuần sau mới vãng sinh được. Còn 7 tuần sau mà gì vẫn chưa vãng sinh được, chưa đi sinh, chưa được đi thoát hóa đầu thai được, hoặc cũng không đủ, không quá làm quá nhiều tội ác ở trên đời này mà đọa ba đường ác đó, thì các vị biết họ ở đâu không? Nếu mà nhập tháp thì ở tại tháp báo ân này, nếu mà chôn ở ngoài mộ thì thần thức của họ đến cái ngôi mộ ấy, đến cái nghĩa trang đấy và coi cái ngôi mộ ấy, cái thây chết đấy, cái nắm cho đó là gì? Là thân thể của họ và là ngôi nhà của họ. Vì sao? Bây giờ họ về nhà không về được nữa, mà có về cũng chỉ là về gì? Họ về, có về tới nhà nhưng mà thấy người nhà gì? Không ai chào hỏi họ, không ai niềm nở với họ, không ai gần gũi với họ, vân vân. Cho nên họ buồn, họ tủi, họ chán và họ khổ đau. Họ chẳng còn chỗ nào đến, đến về nhà mọi khi thì cả nhà quây quần ăn cơm với nhau. Bình thường là 4 người thì mỗi người một cái bát cơm. Nhưng mình vừa mất đi, có nhà thì may mắn còn cúng cho 47-49 ngày hoặc 100 ngày. Nhưng có nhà thì 3 ngày sau hoặc 7 ngày sau thì chả cúng kiếng gì nữa. Thậm chí có nhà đưa ra khỏi nhà là nó không cúng kiếng gì nữa. Cho nên nó về nhà, có nhà mà cũng như không. Bữa cơm dọn ra bình thường á, 4 người 4 cái bát cơm, nhưng bây giờ mình chết mất rồi, nó dọn có 3 cái bát cơm, mỗi người một cái, mình muốn ăn chả có mà ăn. Đúng không? Cứ ngồi mà nhìn. Âm dương cách biệt, lúc đó muốn cầm cái bát để ăn cũng chẳng cầm được. Muốn cầm cái ghế để ngồi vào cũng không gì, không ngồi được.
âm dương cách biệt không nhìn thấy nhau. Cho nên lúc đó là chúng ta mới thấy rằng cái cuộc sống giữa nhân gian và cõi âm ti địa phủ lúc đó thì nó cách biệt muôn trùng. Vì chúng ta thì không nhìn thấy họ, họ thì nhìn thấy chúng ta, nhưng mà ta không nhìn thấy họ, cho nên ta không biết là có họ ở bên cạnh. Nếu người nào mà vô tâm không hướng tới người thân mới quá cố mới mất thì đúng là gì, không có một cảm giác gì. Nếu mà người mà hướng tới người thân vừa mới mất thì thường là có những cảm giác là người thân vẫn ở quanh quẩn ở trong nhà. Vì vậy mà nhà Phật chúng ta thì các cụ các tổ ngày xưa dặn là gì, ít nhất là nên cúng gì 49 ngày sau khi có người mới mất, là ăn gì thì cúng đấy, cứ một bát cơm một tí canh thì đặt lên trên cái ban thờ. Hoặc là ví dụ cái người mới mất thì thường là có cái ban thờ của họ và ban thờ vong ở dưới đó. Nhà mà rộng họ để 49 ngày ở dưới đó các quý vị, hoặc 100 ngày đó thì họ để ở dưới đó, họ đặt bát cơm lên cúng, ăn gì cúng đấy, hoặc thanh bông hoa quả cứ thành tâm sáng trưa chiều tối gì đấy vân vân, mỗi ngày khoảng 2-3 tuần hương, và cái bữa ăn cơm đó, thắp nén hương mời vong linh về gì? Về ăn cơm. Thậm chí là gì? Những người mà cẩn thận đó, đến bữa ăn thì họ phải lấy thêm một cái bát, một đôi đũa nữa để sang bên cạnh đó, để một cái ghế sang bên cạnh. Ví dụ nhà có 4 người thì 3 người còn sống thì lấy thêm một cái bát, một đôi đũa, một cái ghế để ra bên cạnh cái chỗ mà cái người vừa mất kia hay ngồi ấy, cứ để chỗ đó trong vòng 49 ngày đấy, để đó. Và đặc biệt cái đồ cúng lấy một bát cơm, ăn gì thì cúng đấy, để lên trên cái ban vong của người mới mất kia. Hoặc là nếu mà nhà mà chật ở thành phố hoặc là ở nhà chung cư không lập ban riêng được, ban thờ riêng, ban vong riêng được thì để lên trên ban thờ thần linh gia tiên gia đình ở chúng ta luôn cũng được. Đó, mình nhất tâm hướng như vậy thì họ gì? Họ cảm thấy ấm lòng. Họ thấy là người thân còn quan tâm tới họ thì cái thần thức của cái người mất lúc đó thì họ không sân si, họ không đau khổ. Và nếu chúng ta thì được tụng kinh, biết tụng kinh niệm Phật mà tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ nữa thì lúc đó họ rất dễ được siêu thoát. Đó, rất dễ được siêu thoát. Cho nên ngày xưa các Phật tử hỏi thầy là, bạch thầy, các Phật tử chúng con sau khi chết đi chúng con thường được đi về đâu? Thế tôi bảo đi về đâu Phật dạy hết rồi. Muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải gì ạ? Tin sâu nguyện thiết một lòng trì danh, trì trai giữ giới, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thì sẽ về Tây Phương. Làm được 10 điều thiện, thân không sát sinh, trộm cắp tà dâm, khẩu không vọng ngữ uống, không vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, và gì, tâm không gì, không tham sân si. Làm được 10 điều thiện đó thì sẽ được sinh về gì? Về các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn nếu giữ được 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì sau khi chết đi thần thức sẽ được sinh trở lại làm người. Bây giờ chúng ta cứ xem lại xem, từ khi mình biết cái Phật Pháp, biết quy Tam Bảo, quy Tam Bảo rồi là cái nhân lành rồi. Nhưng từ khi quy Tam Bảo á, chúng ta giữ được 5 giới chưa? Nếu chưa giữ được 5 giới thì đừng có hòng, đừng có mong là sau khi chết đi là được gì, được đầu thai làm người trở lại. Đó, các Phật tử tự mình soi đi, cái gương ấy, cái gương ngay trước mắt của mình soi đi. 5 giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Giữ được 5 giới đó thì sau khi chết đi thần thức của chúng ta lại được quay trở lại đầu thai làm người trong vòng 49 ngày, muộn nhất là 49 ngày chúng ta được đi đầu thai trở lại làm người. Nào, chúng ta tự soi là chúng ta giữ được 5 giới chưa? Ai cảm thấy mình giữ được 5 giới trọn vẹn giơ tay xem nào. Nào, giữ được 5 giới trọn vẹn, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, giơ tay xem nào. Giơ cao lên, vẫy vẫy xem nào. Nào, các vị xem có được bao nhiêu người trong này. Đó, lìa cái máy xuống cho các Phật tử ở xa cùng xem, vẫy tay xem nào. Đấy, trong hội trường này khoảng độ 3.000 người trong hội trường, nhưng chưa chắc đã được 100 người giữ được 5 giới. Còn lại hơn 2.000 người, gần 3.000 người thì đi đâu?
Đi đâu các quý vị? Đấy. Rồi, thầy hỏi cao hơn một chút nữa. Ở đây là có ai giữ được 10 giới thập thiện, tức là gì? Thân không sát sinh, không trộm cắp, không gì? Không tà dâm. Tức là ba giới về thân, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu giữ được 4 nghiệp về miệng đó, về khẩu ý đó, về khẩu đó là không gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác. Tức là không bao giờ nói dối từ khi tu Phật cho đến nay. Không nói sai sự thật, không nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo, nói lưỡi đôi chiều đó. Và không nói lên những lời gì thô ác, hung ác, chửi bế, nguyền rủa khiến cho họ đau khổ. Đó là về miệng thì 4 cái nghiệp đó. Còn về ý thì 3 nghiệp được, không tham lam. Nào ở đây chúng ta có ai không tham không? Có ai không tham tiền không? Có ai không tham danh không? Có ai không tham ăn không? Có ai không tham ngủ không? Nào tôi nói về mấy cái tham rồi. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài nữa là tiền tài. Có ai không tham tiền không? Tiền tài của cải vàng bạc châu báu đây có ai chúng ta bỏ hết chưa? Khó lắm. Đó là tài. Sắc thì là sắc đẹp. Sắc đẹp á, nam có thể, nam thích nữ, nữ thích nam. Đó cũng là một cái thích về sắc gì? Về sắc dục. Còn về sắc đẹp ở đây nó còn thuộc về quần áo, tóc tai, nhà cửa, xe cộ, vân vân. Đủ các thứ nữa chúng ta bỏ được chưa? Khó lắm. Sắc cũng khó bỏ này. Danh, tức là tiếng khen đó, danh lợi đó các quý vị, địa vị đó, vân vân. Bỏ được chưa? Cũng khó lắm. Thực tức là gì? Ăn uống. Tức là thích ăn ngon đó các quý vị. Chúng ta bỏ được thích ăn ngon chưa? Cũng khó lắm. Nghe cái con cái, nghe con dâu hay là nghe con trai con gái ở dưới, hoặc là nghe bố nghe mẹ nấu ở dưới bếp, nghe thấy cái mùi thịt kho tàu nó bay lên trên cái phòng ngủ của mình, đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nước miếng nó cứ thế nó trào ra. Có không? Cũng có luôn. Đấy. Ăn chay thì rát ruột, khó chịu lắm. Bữa nào cũng rau muống luộc, cũng cà chấm chương ấy thì rát ruột lắm, khó nuốt lắm. Cho nên trong hội trường này thì hỏi rằng có bao nhiêu người ăn chay trường được? Giơ tay xem nào. Giơ cao lên. Ăn chay trường thì được khá nhiều hơn. Được, cảm ơn các Phật tử. Có ăn chay, ai ăn chay một tháng 10 ngày được? Giơ tay xem nào. 10 ngày thì khá nhiều hơn. Ai ăn chay 1 tháng 6 ngày được? Giơ tay xem nào. 6 ngày thì thấy ít đúng không? Ai ăn chay 1 tháng 2 ngày mùng 1 ngày rằm được? Giơ tay xem nào. Càng ít hơn. Cố gắng. Các Phật tử chúng ta chưa ăn chay trường được thì cố gắng 1 tháng lấy gì? 10 ngày. 1 tháng không được 10 ngày thì 6 ngày. Nếu không được 6 ngày thì cố gắng 1 tháng gì? 2 ngày. Mùng 1 và ngày rằm là được. Là cũng gieo duyên rồi. Gieo cái hạt giống Bồ Đề, cái chủng tử Phật tính vào trong gì? Tàng thức A Lại Gia của chúng ta rồi, cũng rất tốt các quý vị. Đó là nói về gì? Nói về tham ăn. Chúng ta đã bỏ được đâu. Còn tham ngủ. Ở ngoài đời ấy thì họ cho là gì? Một ngày phải ngủ 8 đến 10 tiếng mới gì? Mới đủ. Nhưng trong nhà Phật chúng ta chỉ cho ngủ một ngày có 4 tiếng thôi. Thế bằng một nửa ngoài đời thôi. Cho nên đi vào chùa, các vị bảo vào chùa đi tu á, sợ nhất là cái sợ gì ạ? Thiếu ngủ. Mấy chú tiểu lúc đầu vào chùa khó vượt qua lắm. 11 giờ, 12 giờ đêm mới được đi ngủ. Sáng 3 rưỡi đã dậy rồi. Buổi trưa thì vào làm tiểu thì làm gì được đi nghỉ trưa sớm đâu. Dọn dẹp, ăn xong đi dọn dẹp, rửa bát, quét, dọn bếp, dọn núc xong. Một cái thì vừa đặt lưng xuống á, đã nghe thấy cái chuông báo thức buổi trưa rồi. 30 phút đặt lưng xuống thôi. Ở ngoài đời chúng ta thì ngủ nghỉ thì được nhiều hơn. Trong đạo các thầy thì ngủ ít hơn. Ở chùa chúng ta đây 11 giờ mới được đi ngủ. 3 rưỡi phải dậy. Các chùa khác thì 4 giờ dậy, nhưng chùa Khai Nguyên chúng ta là 3 rưỡi phải dậy rồi. Dậy để làm gì? Dạy để tụng kinh, dạy để niệm Phật, dạy để tu hành.
Đó, cho nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta ham ngủ nghỉ thì Đức Phật nói là gì? Ham ngủ nghỉ thì khiến cho trí tuệ không thể phát sinh được. Tất cả những gì? Những tội chướng như ngũ dục, lục trần cũng từ đó mà sinh khởi, từ đó mà sinh ra. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tập ấy, muốn siêu thoát, muốn hết khổ ấy, thì giảm bớt cái sự ngủ nghỉ đi. Bình thường trước đây chưa theo Phật, chưa học Phật ấy, chúng ta ngủ đến 6 giờ, 7 giờ mới dậy. Thì bây giờ 4 rưỡi, 5 giờ thì dậy. Để làm gì? Tụng một biến kinh. Khóa sáng đó các quý vị. Khóa sáng đó. Tụng kinh để làm gì? Tụng kinh để cầu Phật độ cho mình à? Cũng được. Nhưng cái cầu Phật độ cho mình đấy chỉ là phương tiện ban đầu thôi. Chúng ta tụng kinh để mà gì? Mà giác ngộ. Giác ngộ tức là gì? Hiểu lời Phật dạy ở trong kinh. Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Ví dụ chúng ta tụng kinh Địa Tạng, thì Phật dạy trong kinh Địa Tạng chúng ta phải dùng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Phải luôn nghĩ tới gì? Công đức của tổ tiên, của cha ông, để mà tu nhân tích đức làm các việc thiện, để mà hồi hướng tri ân và báo ân công đức của tổ tiên, để mà hồi hướng siêu độ cho các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, vân vân. Để chúng ta thì trả bớt cái nghiệp vay, cái nghiệp xấu ác chúng ta tạo từ nhiều đời nhiều kiếp đi. Đó, tụng kinh hiểu được lời Phật dạy là trước tiên là phải lấy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, tu nhân tích đức, làm sao đó cho mỗi ngày một đó, tốt lên. Chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật ngày càng tinh tiến lên, để tiêu trừ đi cái tâm gì? Tham lam, sân hận và ngu si của mình. Đó, đấy, tụng kinh là như thế. Chứ không phải lên tụng kinh, có người tụng kinh 10 năm, 20 năm mà không hiểu lý kinh thì tham vẫn hoàn tham, sân si vẫn sân si như cũ. Thì đấy không phải là người học Phật, không phải là người tu Phật các quý vị. Đấy không thể gọi là Phật tử chân chính được. Đó, cho nên chúng ta tụng kinh là phải hiểu được lý của kinh. Vì vậy mà quan điểm của Thầy là tụng kinh là chúng ta cứ phải tụng kinh bằng tiếng Việt, trừ là trì chú. Thì trì chú nó thuộc về mật tạng rồi, về chân ngôn, về mật tạng rồi. Thì trừ là trì chú như là chú Đại Bi Thập Chú hay là chú Lăng Nghiêm vân vân đó. Thì chúng ta gì? Chúng ta không cần biết về nghĩa, chúng ta vẫn nhất tâm, chúng ta tu tập vẫn có công đức và diệt tội được, vân vân. Nhưng còn riêng tụng kinh, quan điểm của Thầy, kinh của Phật là để chúng ta hiểu ý nghĩa để làm theo. Cho nên nó phải được dịch từ tiếng Hán hoặc tiếng Phạn sang tiếng Việt của chúng ta, tiếng mẹ đẻ của chúng ta bây giờ, tiếng phổ thông chúng ta bây giờ, để cho mọi người hiểu mỗi khi đọc tụng. Vì vậy mà đạo tràng chúng ta thì mấy năm nay chúng ta thấy có Thầy có cho tụng kinh chữ Hán phiên âm nữa đâu, đúng không? Kể cả tụng kinh A-di-đà, kinh Phổ Môn hay kinh Địa Tạng hay kinh Pháp Hoa vân vân, đều là kinh gì? Được dịch thành tiếng Việt phổ thông hết. Vì người Việt chúng ta bây giờ có học chữ Hán nữa đâu. Cha ông chúng ta ngày xưa ngàn năm Bắc thuộc mới phải học chữ Hán, mới đi thi cử được, mới biết đọc biết viết được, mới làm nên công danh sự nghiệp được. Muốn gánh vác ra giang sơn giá tắc thì phải đi học, mà học ngày xưa toàn phải học chữ Hán. Thì đương nhiên là kinh sách của nhà Phật chúng ta ngày xưa thì đại đa số cũng viết bằng chữ Hán. Đặc biệt là gì? Là hệ thống giáo lý của Bắc Tông Phật giáo chúng ta. Nhưng bây giờ người Việt chúng ta lâu nay là học bằng chữ Việt rồi, chữ quốc ngữ rồi. Đại đa số không học chữ Hán nữa. Thì bây giờ mình phải chuyển thể từ cái gì? Chữ Hán sang chữ gì? Chữ quốc ngữ, chữ Việt, thuần Việt chúng ta cho các Phật tử, cho Tăng Ni, tín đồ Phật tử học. Tất nhiên Tăng Ni thì bây giờ vẫn phải học thêm chữ Hán. Đây là học thêm. Vì trong hệ thống Tam Tạng của Phật giáo Bắc Tông chúng ta đại đa số còn ở trong đó. Dịch ra thì chưa được nhiều. Mà dịch thì trước đây cũng chưa được gì? Chưa được là chuẩn lắm.
Đại đa số các cụ dịch là rất là tốt rồi, nhưng mà để chuẩn á, thì cũng chưa. Vì còn nhiều những cái lỗi, cái sai ở trong đó lắm. Đặc biệt là nhiều những cái lỗi. Mà nhất là kinh Phật mà bày bán ở ngoài các hàng cửa hiệu, hàng hàng văn hoàng phẩm Phật giáo ở các nơi, hoặc là ở ngoài các cửa hiệu sách, họ bán kinh sách của Phật giáo, họ bán chung vào kinh sách của ngoài đời đó. Chúng ta mang về chúng ta đọc và xem, lỗi nhiều lắm. Lỗi rất rất là nhiều. Cái lỗi này không phải do cái bản thảo đầu tiên của cái người dịch ra cái bộ kinh ấy, bộ sách ấy, mà lỗi là gì? Do họ in lậu. Họ đánh máy là họ in lậu thì nó sẽ rẻ hơn, không phải qua xin phép nhà xuất bản, tức là không phải nộp thuế đó, nó sẽ rẻ hơn. Mà thậm chí là còn có một cái bộ phận là ở tôn giáo khác, họ cho người, họ bỏ tiền ra để họ đi đánh kinh Phật, in kinh Phật, nhưng mà họ cố tình làm sai đi những cái chỗ căn bản để họ đem phát hành ra ngoài thị trường. Không phải họ không biết, họ cố tình làm sai. Cái này là mấy quý thầy trong miền Nam cũng có nói với tôi cái việc này. Các thầy cũng rất là bức xúc nhưng mà không làm được gì, vì họ có bắt được họ đâu. Nhìn trên giấy phép của nhà xuất bản thì y như giấy phép nhà xuất bản đấy. Kinh sách nó y như thế, nó làm không có sai cái gì cả. Nhưng mà trong cái nội dung bên trong á, thì họ lại cố tình làm sai đi khá là nhiều. Ví dụ ngay trong cái khoa cúng Phật chẳng hạn, có cái từ là gì? Hữu cầu tất ứng. Thì là có cầu thì tất sẽ gì? Có cảm ứng. Nhưng họ chơi cái câu từ hữu cầu tất ứng, họ chơi cái câu là hữu cầu gì? Bất ứng. Chữ bất đó trong chữ Hán có nghĩa là không, là chẳng. Tức là có cầu cũng chẳng bao giờ được đâu. Chúng ta thấy không? Đấy, đại khái là thế. Và rất rất nhiều những cái câu nó cài vào trong đó. Chúng ta, các Phật tử chúng ta đọc, chúng ta không hiểu về cái một phần cái gốc chữ Hán, chúng ta không biết được. Mà các thầy đọc các với thầy được, biết được. Những người biết rồi mới hiểu được. Cho nên đạo tràng chúng ta thì 1-2 năm nay là chúng ta phát nguyện là thành lập cái xưởng in để ấn tống, để in ấn. Trước khi in ấn là phải thầy cho 2-3 vị sư, các đệ tử của thầy một vài vị đọc. Đọc lấy chỗ nào gì mà nghi ngờ, khoanh vào mang lên trình với thầy để thầy duyệt lại. Vì các sư của thầy không phải ai cũng đã biết chữ Hán được hết đâu. Cho nên khoanh vào, khoanh mực đỏ và mang lên trình thầy. Thậm chí là in cả kinh sách cho các cụ trong giáo hội là các gì, các đạo tràng hoặc các quý thầy ở chùa khác, gửi về xưởng in chúng ta để nhờ chúng ta in, cho đọc lại, cho kiểm tra, khoanh lại và mang lên nữa thầy xem. Chỗ nào mà đúng rồi thì thôi bỏ đi, vì cái nghĩa chữ Hán. Các cụ dịch có chỗ thì chúng ta phải biết thì mới biết chữ Hán, thì mới biết được các cụ dịch như thế là theo cái lối văn cổ. Theo lối cổ thì để nguyên, để nếu mà chuyển được thì chuyển, bàn với người ta chuyển được thì chuyển, cho nó thuần Việt hơn. Mà đặc biệt những cái chỗ sai, khoanh lại, thầy bảo cái chỗ này thì là họ sai, chuyển lại cho các quý thầy, các đạo tràng họ in đó, bảo chỗ này sai, sửa đi thì mới in. Còn họ cố tình không sửa, nhất quyết mình không in cho. Bởi vì qua cái xưởng in của mình để thanh lọc, xưởng in của đạo tràng của chúng ta, của chùa chúng ta, các Phật tử chúng ta phát tâm đóng góp, thầy là cái người đứng lên để chịu cái trách nhiệm để lo làm sao đó, in ấn làm sao đó cho tam tạng thánh điển của Đức Phật. Nó phải được gì? Được trơn tru và được chuẩn chỉ nhất. Để tuyệt đối thì chúng ta chưa dám khẳng định, nhưng mà nó phải được gì? Được là chuẩn chỉ nhất có thể. Chúng ta làm được thì cố gắng để làm. Đó. Hạn chế tối đa những cái lỗi nó liên quan tới gì? Tới tư tưởng, tới giáo lý của Đức Phật. Mà gần như là phải khắc phục được hết những cái đó. Đó. Cho nên chúng ta đọc tụng kinh Phật là để hiểu những lời dạy của Đức Phật ở trong đó để thực hành cơ mà. Đó. Chứ không phải là đọc kinh Phật để đếm ngày tháng, đếm năm tu, đếm là chúng ta tu từ năm nào đến năm nào. Nhiều Phật tử ngày xưa toàn tụng kinh phiên âm chữ Hán, chả hiểu cái gì cả.
không hiểu một cái gì luôn. Bà Thẩm Chí Quy Tam Bảo 20 năm, 30 năm rồi, sáng nào cũng tụng kinh, chiều nào, tối nào cũng tụng kinh, ngày tụng kinh 2, 3, 4 thể khóa, tụng thuộc lòng cả bộ kinh Nhật Tụng. Bộ kinh Nhật Tụng có rất nhiều kinh, kinh A Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, rồi kinh Phổ Môn, vân vân ở trong đó, thuộc lòng hết. Nhưng không hiểu trong kinh ấy Đức Phật dạy cái gì. Đọc như con vẹt thôi, đọc như cái máy thôi, đọc như chúng ta đọc chú Đại Bi thôi. Chú Đại Bi chúng ta thuộc, chúng ta có hiểu nghĩa không? Không. Thần chú thì chúng ta không cần phải hiểu nghĩa, chúng ta hiểu nghĩa thì sai mất. Đây là mật chú, thuộc về chân ngôn, mật tạng, thì chúng ta không cần phải hiểu nghĩa. Nhất tâm chỉ tụng thì tự tâm thức của chúng ta sẽ thì, có sự cảm ứng ở trong đó. Còn hệ thống kinh Phật là đọc là phải hiểu nghĩa. Cho nên Thầy khuyên các Phật tử chúng ta thì đọc kinh là để mà hiểu nghĩa. Cho nên cứ tìm cái kinh gì được dịch ra tiếng Việt phổ thông chúng ta rồi, để mà chúng ta thì thọ chỉ đọc tụng. Còn cái kinh phiên âm chữ Hán ngày xưa thì thôi, chúng ta có thể gác lại được rồi. Và tôi cũng đã thì ý kiến thì trong các cuộc họp của giáo hội mấy lần rồi đấy. Bây giờ một số trường hạ bây giờ vẫn đọc tụng kinh phiên âm tiếng Hán Việt, Phật thuyết A-di-đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên vân 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 đó. Các sư đọc thì cũng được, nhưng mà bắt các Phật tử cũng phải đọc như thế nữa. Các Phật tử đến tu thì không phải đọc. Tôi cũng góp ý trong mấy lần trong các mấy cuộc họp rồi. Bây giờ chúng ta nên thuần Việt, nên Việt hóa các nghi lễ khóa tụng khóa niệm. Và cũng rất là, thấy rất là mừng, vừa qua Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Trị sự và đã ra được một cái quyển là khóa tụng thống nhất, thuần Việt hết. Các cụ dịch là thuần Việt hết, khóa tụng thống nhất. Bây giờ là các cụ đang gì? Chuyển về xưởng in, chúng ta đang in in đến 2-3 tháng nay rồi. Cái in suốt để các cụ gì? Các cụ gửi cúng đi tất cả các ban trị sự và tất cả tăng ni trong cả nước. Đó, cái khóa tụng thống nhất đó. Đó, dần dần thì tôi nghĩ rằng các trường hạ tăng ni cả nước, nếu mà theo hệ thống Bắc Tông tụng kinh Di Đà thì cũng tụng cái gì khóa thống nhất đó thì nó đều với nhau. Hoặc là kinh Dược Sư thì cũng tụng gì thống nhất đó thì đều với nhau, vân vân, thì nó sẽ rất tốt. Nó có sự thống nhất thì rất tốt. Cho nên cái việc tụng kinh để mà hiểu nghĩa kinh quan trọng lắm. Đấy, chúng ta dậy sáng để làm gì? Để tụng kinh, để hiểu được lời Phật dạy trong kinh, để mà trong cả ngày từ buổi trưa, buổi chiều đến buổi tối, chúng ta làm sao đó để khắc chế ba nghiệp thân khẩu ý là của mình cho tốt. Chớ có để cho gì? Ý khởi gì? Tam độc tham sân si. Chớ có để cho khẩu nghiệp là khởi ra nói lời hung ác, nói lời sai sự thật, nói lời đâm bị thóc, nói lời chọc bị gạo, và nói lời gì? Thêu dệt. Có ít nói ra nhiều, khiến cho họ thù hận lẫn nhau, vân vân. Chớ có sát sinh hại vật, chớ có làm những việc tà hạnh, vân vân. Chớ có trộm cắp tài vật của người, cho dù nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, vân vân. Đó, tụng kinh hiểu lời Phật dạy để tiết chế ba nghiệp thân khẩu ý của mình thông qua 10 điều gì? 10 điều thiện và bất thiện. 10 điều ác chúng ta làm đó là bất thiện, còn 10 điều ác chúng ta không làm đó là 10 điều thiện. Nếu làm được 10 điều thiện chúng ta mới được sinh lên, lên cõi trời. Đó, chúng ta suy nghĩ lại mình xem, ở đây mấy người làm được 10 điều thiện chưa? Chọn được 10 điều thiện có làm được không? Nếu lắc đầu chưa làm được thì chúng ta mơ được sinh lên cõi trời còn khó, huống chi là cõi Tây Phương Cực Lạc, có phải không? Vậy cõi Tây Phương Cực Lạc không có xuất, các 10 điều thiện không làm được, các cõi trời cũng không có xuất luôn. Năm giới chúng ta chưa làm được cũng không có xuất về sinh trở lại làm cõi người luôn. Vậy thì bây giờ còn mấy con đường nữa nhỉ? Trong lục đạo luân hồi, cõi trời không lên được rồi,
quái người cũng không. Bây giờ còn lại bốn, đó là quái gì? Quái Atula. Nếu ở trong cuộc sống này chúng ta gì? Cũng làm các việc thiện, cũng tụng kinh niệm Phật, cũng giúp đỡ người nghèo, cũng phóng sinh tu phúc. Nhưng chúng ta gì? Hay nóng tính, tức là sân đó, hay sân hận và hay nóng tính đó, hay chửi người khác và hay đánh người khác đó. Thì sau khi mất đi, cõi Atula hiện ra và chúng ta đi thần thức đi vào cõi đó làm cõi Atula. Các vị xem phim Tây Du Ký thấy Ngưu Ma Vương chưa? Thấy các quỷ Ngưu đầu ngục tốt đấy chưa? Đó, chính là gì? Ngưu Ma Vương đó chính là đại diện cho gì? Atula đó các quý vị. Đó, nếu mà không vào cõi Atula thì còn đó, ba cảnh giới ban dưới, đó là địa ngục, là ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta làm cả 10 điều ác thì sẽ vào trong địa ngục. Nếu phạm vào 1, 2, 3, 4 điều ác trong 10 cái điều thập thiện đó thì chúng ta vào con đường gì? Ngạ quỷ. Nếu làm 1, 2 cái điều ác như là sát sinh, hại vật, chỉ cần một điều ác mà sát sinh á, thì cũng phải đền mạng, làm thân gì? Súc sinh. Vậy thân vừa chết đi, thần thức đọa vào trong một trong ba đường ác đó, tức là những người làm việc cực ác, ác vừa vừa vào gì? Ác các kha khá, thì sẽ gì? Đọa vào trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy. Còn thiện cũng không nhiều mà ác cũng không lắm, thì trong 7, 7, 49 ngày thần thức chúng ta cứ lan man, lúc về nhà thăm người thân, thấy người thân thì vô tình với mình quá, tại làm sao vợ chồng chung chăn chung gối vừa mới cách biệt rồi mới có từ hôm qua tới hôm nay, mới có qua một đêm hai ngày thôi, thì thường là ngày hôm nay mất thì có thể chiều nhập quan phát tang, ngày qua một đêm là ngày mai là chôn, đúng không? Đấy, thường thường là thế, hoặc là gì? Mới có qua vài ngày thôi mà bây giờ người thân đã không nhìn mặt nữa. Vì sao không nhìn mặt? Vì họ không nhìn thấy mình, âm dương cách biệt. Người mất thì nhìn thấy người còn, những người còn thì chẳng nhìn thấy người mất, cho nên không thấy gì. Vì vậy mà cái thần thức của người đó gì? Buồn lắm, đau lắm, khổ lắm, lo lắng lắm. Cho nên ở nhà thì đến bữa ăn nó chả cho ăn. Mình buồn muốn nói chuyện nữa, không nói được. Cho nên là nghĩ gì? Thôi, cái tấm thân của mình ấy, nó đem đến gì? Nó để ở chỗ đó rồi, ra đó xem còn không. Ra đó thì nếu mà đem hỏa thiêu thì nhìn thấy gì? Cái hũ cho. Nếu mà đem chôn thì nhìn thấy gì? Cái thân thể hôi thối ấy, bẩn thỉu ấy, đang trương phình ở dưới lòng đất rồi. Lúc đó thì bẩn lắm, không vào đâu. Tôi đi về nhà. Về nhà thì không may gặp vào á, con cháu mà nó đi xem ông thầy phù thủy. Ông thầy thì theo tà đạo á, nó đem nó dùng bùa chú, nó yểm xung quanh nhà cửa, từ ngõ cho đến vào gì trong nhà, không vào được. Giống như là gì? Nó rào, còn hơn là nó rào dây thép gai á. Đấy, không vào được. Cho nên gì? Khổ, buồn, tủi, nhục, cái gì nó cũng hiện lên. Khóc tu tu ra gì? Lại ra ngoài nghĩa địa. Cứ như vậy đi ra đi vào một ngày không biết bao nhiêu lần các quý vị. Ra đó thì nhìn cái tấm thân mình bẩn quá, xình quá, hoặc là nhìn thấy mà nắm cho á, chôn ở dưới đó rồi, không muốn vào. Bẩn quá. Và cứ như vậy 7 ngày, cái thân trung ấm đó lại mất đi, lại sinh ra một cái thân khác. Mà đến tối đa là gì? 7 lần như thế, 7, 7, đến ngày thứ 49, hết. Cho nên đến ngày thứ 49, không muốn vào thì cũng phải vào. Vì sao? Vì là định nghiệp. Ở trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích là gì? Là định nghiệp. Lúc đó là cái nghiệp nó quyết định rồi, anh không thể không vào được, mà bắt buộc gì đến lúc đó bằng gì? Một cái sức hút thì
nhìn thấy là cái thần thức của người đó nhìn thấy cái ngôi mộ ấy, nhìn cái thi thể, cái tử thi ấy, hoặc là nhìn lấy cái nắm tro ấy, là chính là thân thể của mình, ngôi nhà của mình. Và nhìn thấy như thế cho nên bước cửa đi vào, đi vào một cái và cái thân trung ấm vụt tắt, và coi như thần thức của người đó ở cái thế giới gì? Cõi âm rồi. Mình gọi là ma quỷ rồi. Đó các quý vị ạ. Cho nên đừng có ai nói là gì, chết là hết, sống cứ hưởng thụ đi, chết là hết đấy mà. Làm gì có chuyện ở tâm linh, làm gì có chuyện nhân quả, làm gì có chuyện luân hồi, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta nghĩ như thế thì thôi rồi, thì chẳng cần phải tu nữa, chẳng cần phải ngồi đây nữa, chẳng cần phải nghe giảng nữa, chẳng cần phải tụng kinh niệm Phật là gì nữa. Vì sự thật là gì? Chết không phải là hết. Đây là lời Đức Phật dạy ở trong gì? Tam Tạng Thánh Điển, rất nhiều kinh nhá, sách Đức Phật dạy như vậy. Các bậc tổ sư, các bậc cao tăng đắc đạo á, cũng dạy như vậy. Và chúng tôi thì học từ lời Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, các bậc tổ sư giảng dạy nay cũng nói lại với chúng ta những lời chân thật như vậy. Chết không phải là hết. Cho nên mấy năm trước có Phật tử lên là xin đăng ký nhập tháp, hỏi thầy vậy con nhập tháp, con làm lễ nhập tháp, sau khi chết con có phải đọa trong ba đường ác không thầy? Thầy bảo có thể đọa, có thể không. Thế bảo là con nhập tháp mà con không được về Tây Phương à thầy? Tôi bảo nhập tháp chỉ là phương tiện mà thôi. Còn về Tây Phương hay không là phải do mình gì? Mình tu nhân tích đức, hành thiện, và đặc biệt là phải chỉ trai giữ giới, nhất tâm niệm Phật để hồi hướng cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới mới được về vãng sinh Tây Phương. Còn nhập tháp nó cũng chỉ là cái phương tiện phải thay vào chúng ta ra gì? Nếu mà 7-7-49 ngày chúng ta chưa được siêu thoát, cũng không bị đọa trong ba đường ác, đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thay vào chúng ta gì? Ở ngoài nghĩa địa chung với gì? Tất cả mọi người ở ngoài đó, thì chúng ta gì? Được ở trong tháp báo ân, được ở gần các quý thầy, được gần một cái gì? Cái nơi để chúng ta tu tập. Chúng ta thường sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng được nghe kinh. Các quý thầy lên khóa lễ, lên tu, chúng ta cũng được tu theo. Bằng cái nhân ấy, chúng ta dễ được đi siêu thoát hơn, dễ buông xả hơn. Lúc đó chỉ buông xả cái nắm cho ở trong gì? Ở trong cái hộp, hộp sành, hộp sứ để ở trong tháp đó, để chúng ta đi buông xả thôi, chúng ta đi siêu thoát thôi. Còn lại gì? Là để cho con cháu kết duyên với Tam Bảo Phật Pháp. Ngày giỗ, ngày Tết nó lên lễ Phật, nó thắp hương, nó lễ Phật, và nó gì? Nó vái cái hũ cho đấy một cái, nó vào nó lễ Phật, cũng là gieo duyên cho con cháu. Thay bằng cái nó ra gì? Nó ra nghĩa trang, nó lễ, thì này nó đến chùa, nó lễ, nó lễ cái nắm cho ấy. Nó lễ xong thì nó vào nó lễ Phật. Mà trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là gì? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có chúng sinh nào, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, có bất cứ ai đó đến nơi chùa tháp, thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người đó chỉ cần gì giơ một tay lên thôi, xưng Nam Mô Phật, hoặc là chỉ giơ một tay không xưng Nam Mô Phật nữa, chỉ giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống trước tranh ảnh và tôn tượng của Đức Phật, Ngài cũng thọ ký cho người đó đi, sau này sẽ được thành Phật. Đó các quý vị nghĩ, mình được vãng sinh rồi, được thoát hóa rồi, chỉ còn một nắm cho mà đem lại lợi ích cho con cháu nhà mình. Bình thường ra có khi bảo nó đến chùa, ôi còn bận lắm, hoặc thậm chí nó nghĩ là gì, trẻ như thế này mà đi chùa, chùa là dành cho các cụ già thôi chứ. Ngày xưa các cụ nói là trẻ vui nhà, già vui chùa, chúng con còn trẻ thế này đi chùa làm gì, cho nên không đi. Nhưng nay ngày giỗ, ngày Tết, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, hoặc là bố mẹ để cho cốt ở trong gì? Trong tháp báo ân. Đương nhiên, ít nhất là ngày giỗ hoặc ngày Tết, nếu mà gì?
ở chung quanh gần gần ở Hà Nội đây hoặc các tỉnh gần gần đây, một năm hoặc hai ba năm, vài năm cũng phải có một lần nữa chúng nó đến nó thắp hương, đúng không? Mà kể cả nó không đến đi chăng nữa thì ở chùa lúc nào cũng có người thắp hương. Thầy còn cắt một hẳn một sư ra đó, chỉ có chuyên gì, chỉ có ăn, dọn tháp và tụng kinh cho các cụ ở ngoài gì, ngoài tháp nghe thôi. Cho nên chúng ta thấy đến tháp báo ân lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng có gì, có hoa thơm trái ngọt, những đồ lục cúng để dâng cúng ở trong đó, những ngày pháp hội ngày lễ đều dâng lễ dâng cơm cúng ở trong đó. Và trong đó còn thờ cả gì, tranh ảnh tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh và Bồ Tát Địa Tạng nữa, vân vân. Cho nên nếu hỏi thầy rằng chúng con có lên nhập tháp thì chúng con đã được siêu thoát không thầy? Được siêu thoát chúng con mới nhập, còn không siêu thoát chúng con không nhập. Siêu hay không siêu là do chúng ta. Các thầy là người gieo duyên thôi. Người gieo một cái duyên tốt nhất, thù thắng nhất để cho chúng ta gì? Chúng ta tu tập lúc còn sống, tu chưa đủ, lúc chết vẫn có thể tu. Vì chết đâu phải là hết đâu. Cho nên ở dưới quay âm mà gì chưa siêu thoát được, cũng không bị đọa trong ba đường ác, vẫn có thể tu. Thậm chí là đọa trong địa ngục vẫn có thể tu. Ví dụ như pháp hội như thế này, nhờ vào lực của chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng chúng ta mấy ngàn người cùng nhất tâm tu tập, cái lực của đại chúng nó lớn lắm các quý vị. Cho nên là gì, lời kinh tiếng kệ của chúng ta gọi là gì, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Tức là trên nó thì gì? Thấu suốt các tầng trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dưới nó thì gì? Thì đến tận gì? A tỳ địa ngục. Đó. Nếu mà những chúng sinh ở trong các cõi gì? Khổ, ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó nghe, hiểu được, đủ duyên và gì? Cái tội của họ gì? Đến lúc hết, cái phúc của họ đến lúc gì? Tới rồi. Họ nghe thấy chúng ta tụng kinh niệm Phật và hoan hỷ, họ phát tâm và họ thì tu theo chúng ta. Và ngay trong cái pháp hội ấy, thậm chí là ngay trong khóa lễ ấy, họ nhìn thấy gì? Kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà, hoặc là chư Phật Bồ Tát về chứng minh pháp hội và phóng quang tiếp dẫn thần thức của cửu hữu thập loại chúng sinh, và đương nhiên thì họ thoát hóa đi theo. Đó, cho nên pháp hội chúng ta mở ra là để siêu độ vong linh, để cảnh tỉnh người sống và để gì? Khuyến hóa chúng ta gì? Tu tập. Chứ không phải là pháp hội chúng ta mở ra là để gì? Để kiếm tiền, không phải pháp hội chúng ta mở ra là để vì danh văn lợi dưỡng vân vân. Cho nên các Phật tử chúng ta thì phải có cái sự hiểu biết nó thông suốt như vậy thì chúng ta đi dự pháp hội nó mới có lợi ích. Sáng nay có khá nhiều Phật tử đến nói với thầy. Qua lần dự pháp hội những năm trước, chúng con về chúng con gì nhất tâm chúng con tu tập theo lời thầy dặn, gia đình chúng con bây giờ đã gì bình an lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Thậm chí sáng nay có người nói với thầy gì, thằng con trai của con nó phải điên điên khùng khùng mười mấy năm trời, và từ khi chúng con về chúng con tu tập tụng kinh Địa Tạng, bây giờ cháu nó khỏi, nó bình thường rồi thầy ạ. Đó. Sáng nay cũng có gì mà trường hợp lên cứ khóc thút thít, nói rằng thằng con trai nhà con nó bị ốm đau quặt quẹo mấy năm trời, đi viện tìm mãi bác sĩ không tìm ra bệnh gì. Đi xem thì họ bảo cháu nó bị trúng tà, nhưng mà cúng mãi cũng không khỏi, tốn bao nhiêu tiền của cũng khỏi. Nhưng cũng con thì lên dự pháp hội và chúng con về chúng con nhất tâm tụng kinh. Chưa đầy một năm nay, cháu nó cũng đã gì? Đã khỏi rồi. Đó. Hôm qua còn có mấy người chắc ở xa hay sao ấy, viết tâm thư nhắn qua điện thoại cho thầy nữa.
Đại khái cũng nói là gì? Có người thì nói rằng mẹ của con gần 100 tuổi, 98 tuổi hay sao? Thầy không nhớ cái tin nhắn cụ thể, thầy đọc lướt lướt qua, hình như 98 tuổi. Nói rằng bệnh nặng lắm. Nhưng từ khi nghe thầy giảng và thỉnh quyền kinh địa tạng về tụng và hồi hướng cho cụ, thì bệnh cụ gì? Chữa mỗi ngày thuyên giảm. Và cho đến bây giờ thì cụ nhà con đi lại bình thường, sinh hoạt ở trong nhà bình thường được rồi. Trong khi đó trước đó thì một tháng 30 ngày thì gần như phải ở viện cả 30 ngày. Bác sĩ giỏi cũng không tìm ra bệnh để chữa cho cụ. Nhưng bây giờ thì tự nhiên từ khi con tụng kinh địa tạng hồi hướng cho cụ và lấy cái nước cúng mà thầy nói đó, cho cụ uống với uống thuốc, thì tự nhiên cụ cứ khỏe ra, trông thấy. Và bây giờ cụ khỏe mạnh là đi lại bình thường trong nhà, 98 tuổi, gần 100 tuổi rồi, thật là quý hóa. Đây, hôm qua có người nhắn tin cho thầy như vậy, không biết hôm nay có đến không, ở xa ở gần đấy không biết, đại khái thế. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta nói gì? Có cầu thì tất sẽ có cảm. Mà có cảm thì tất sẽ gì? Sẽ linh ứng. Tất sẽ có ứng và tất sẽ gì? Được thông suốt là như vậy. Có cầu tất cảm, có cảm tất ứng, có ứng tất gì? Tất linh thông. Cho nên pháp hội chúng ta mở ra như thế này, không chỉ phải là đến để nghe thầy giảng, hay đến để gọi là tu cho nhìn thấy đông người chúng ta cùng tu, mà chúng ta phải, quan trọng nhất là phải nhiếp tâm và nhất tâm để tu tập đó. Thì mong rằng trong pháp hội lần này có 2 ngày thôi, vì còn bận và trùng vào cái dịp đại lễ Phật Đản ở các nơi, cho nên là thầy lại cũng phải đi một số nơi để tổ chức Phật Đản. Ví dụ như là ngày 13 thì tổ chức Phật Đản chung ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, về thầy làm trưởng ban. Cho nên năm nay phải tổ chức ở tại chùa của nhà mình, cái chùa mới nhận, cái chùa Lai Bồ đó. Các Phật tử hôm đó nếu ai về dự được thì về sáng 13. Sáng 13 âm lịch ở chùa Lai Bồ ở gần chợ, trung tâm thị trấn của huyện Ba Vì. Cái về đó là hoặc đi theo đoàn, cái nhắn tin Google thì cái chùa nó còn mới lắm, nhỏ lắm. Bé bé xinh xinh thôi. Về thì không có chỗ ngồi thì chịu khó đứng vậy, mà thậm chí đứng cũng không có chỗ, nên về đông như thế này đứng không có chỗ nữa, vì đất chùa, toàn bộ ngôi chùa đó đất là bằng cả nhà pháp hội này thôi. Rộng hơn một chút nữa, rộng hơn chút. Vì mới về cho nên chùa cũng còn nghèo, nhưng mà thôi cứ dần dần Phật độ cho, biết đâu được dần dần sẽ phát triển. Nhưng đấy, bây giờ là cái trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì chúng ta, và thầy làm trưởng ban năm nay tổ chức ở đó. Thì các Phật tử hôm nay có về, ai về được thì gần gần thì về làm lễ tắm Phật cho động viên bà con nhân dân Phật tử ở địa phương với sư phụ cho mọi người hoan hỷ. Và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con hỏi. Ông nội chồng con trước có giết bà nội, ghê thế, vợ hai, giết bà nội nhưng mà là vợ hai. Vợ hai thì cũng là gì? Là vợ đúng không? Ông nội chồng con trước có giết bà nội, tức vợ hai. Sau khi ông giết xong thì bị pháp luật tử hình. Ông nội sinh được 3 người con trai, bác cả sinh được 3 người con trai. Người con thứ nhất mất năm 20 tuổi, năm nay lại mất anh thứ ba, 37 tuổi. Bác thứ hai mất năm 46 tuổi, bác thứ ba có 2 người con, con út bị thiểu năng trí tuệ. Con bạch thầy, cho con hỏi, đó có phải là do nghiệp không ạ? Và nếu đó là nghiệp thì gia đình con phải làm gì ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con ở Thường Tín, Hà Nội ạ. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này thầy khuyên là Phật tử này ngay sau khi nghe trả lời câu hỏi này cũng lễ Phật và đi ra viết cái bài vị cho cụ vong, tức là vợ của bà nội á,
và thậm chí làm cái bài vị cả cho ông nội mình để sám hối, làm cái bài vị để cho cả gia tiên nội ngoại của mình, rồi oan gia trái chủ để mà sám hối trong cái pháp hội như thế này, nương vào lực của chư tăng và đại chúng để cùng cầu nguyện cho, sám hối cho, thì cái nghiệp có thể được tiêu trừ sớm thôi. Một Phật tử nữa hỏi: Con Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa Thầy, con là Phật tử ở Thái Nguyên. Hôm nay con có đến đây có điều mong Thầy giúp đỡ chỉ bảo cho gia đình con. Ông ngoại con trước đây là chủ tịch xã ở Phú Xuyên. Con có nghe các bác nói là trước đây ông còn làm chủ tịch xã thì có cho người dân ở đó phá một cái miếu. Sau đó một thời gian thì bà ngoại con bị bệnh tâm thần. Về sau khi bà ngoại con sắp mất thì mẹ con lại bị, tức lại bị tâm thần tiếp đó. Khoảng năm 1997 là bị từ đó cho đến nay. Dạo gần đây khoảng 5 tháng nay thì mẹ con bị rất nặng. Đầu tiên là không ăn cơm, sau đó chỉ ăn rau luộc. Đến đợt Tết Nguyên Đán thì mẹ con bỏ không ăn gì cả, không ăn gì cả tuần. Cách đây vài ngày thì mẹ con được gia đình đưa xuống bệnh viện tâm thần, nhưng mẹ con không nhận họ hàng bên ngoài, không nhận bố con là chồng nữa. Lúc nào cũng bảo đang đợi chồng đến đón. Và mẹ con dạo này nói giọng của người khác chứ không phải giọng của mẹ con như trước đây. Và hiện tại thì con cái của các con gọi mẹ con là gì cũng bị bệnh như mẹ con, tức là con gái của bác con, con gái của bác con, đọc nhầm, con gái của bác con tôi gọi mẹ con bằng gì cũng bị bệnh tâm thần như mẹ con. Con mong Thầy chỉ giáo giúp con và gia đình con giờ phải làm như thế nào. Con xin thành kính tri ân. Ở cái chỗ này Thầy nghĩ rằng có nguyên nhân. Nguyên nhân là từ gì? Phật tử nói là ngày xưa có các người thân các cụ phá miếu đó. Từ cái phá miếu mới xảy ra cái chuyện như thế này. Thì bây giờ phải xử lý cái nguyên từ cái gì, cái gốc. Về xem cái miếu đó bây giờ, cái đất miếu đó có còn không? Nếu cái đất miếu đó mà còn thì nên thưa chuyện với thôn với xã để xin dựng lại cái miếu để trả các cụ. Vì ngày xưa thì vị này làm cái vị mà phá miếu này, chỉ đạo phá miếu này là chủ tịch xã. Thì bây giờ thì phải xây lại miếu cho người ta. Thậm chí nếu bây giờ mà muốn gì, mà cái đất làm miếu đó bây giờ họ bán cho gia đình, họ xây nhà lên rồi, thậm chí có khi còn phải mua lại cái đất đó để xây lên cái miếu mà trả họ thì mới ổn được. Không có không ổn được đâu. Hoặc nếu không bây giờ chỗ đó làm các thứ không thể nào mà mua lại được cái đất đó nữa, thì có thể gì? Mình nói chuyện với xã, với dân, có một cái khu đất nào đó mà nó đẹp đẹp. Phải đẹp đẹp nhá, chứ đưa vào cái chỗ mà đất xấu xí, đầu thừa đuôi thẹo là người ta cũng không ngự đâu. Đó. Chúng ta biết mà, cái trường hợp như thế này là có nguyên nhân này thì phải xem xét. Phải làm trả lại cái miếu thì mới ổn được, không có không ổn được đâu. Cái này chúng tôi cũng gặp khá nhiều trường hợp rồi. Đến hỏi với chúng tôi, thậm chí là 2 năm về trước, tức năm 2019 đó các quý vị. Tính đến nay là 3 năm, cái tháng thì khoảng 2 năm, hơn 2 năm chút thôi. Có một ông làm việc rất là to, bây giờ vẫn còn làm việc, chưa nghỉ. Nhưng chắc gần nghỉ rồi, chắc năm nay thì cũng gần nghỉ, năm lên đây là bảo là năm 6, năm 7 tuổi gì đó. Làm việc rất to, ủy viên Trung ương Đảng, làm bí thư một tỉnh, tức là rất to đúng không?
rất to đấy. Nhưng mà ngày xưa, khi ngày xưa mà cái thời ngày xưa mà cũng dính vào cái việc đang công tác, lúc còn trẻ trẻ, đang hăng say phấn đấu, cũng đi phá một cái miếu thờ. Cái miếu thờ lịch sử bảo là có từ thế kỷ thứ 15, có thờ một cái vị có công với đất nước. Nhưng mà vị này lúc đó lên làm lãnh đạo ở địa phương. Ngày đó vị này còn làm công an, kể với tôi ngày đó làm công an, cho nên được chỉ đạo đi phá miếu. Đến bảo mọi người phá thì vị này, mọi người không ai dám phá đâu. Thế vị này xung phong vào lấy búa để phá. Vị này nói rằng từ khi giơ cái búa đó đập lên phá vào lúc đó khoảng độ tầm 2 đến 3 giờ chiều, thì vừa đập phá xong được một chút thì mẹ ở nhà là bị tự nhiên bị ngã đập đầu vào cái thềm nhà và chết tươi. Khủng khiếp chứ. Đây là câu chuyện có thật. Một vị còn đang công tác, chức cũng rất là cao ở trong bộ máy nhà nước chúng ta, đến hỏi chúng tôi và nhờ chúng tôi giải cho cái vấn đề này. Và có kể ra cái câu chuyện ngày xưa khi còn trẻ mới ra trường công tác thì có phá một cái miếu như thế. Và từ đó thì cũng đã, thì sau này cũng đã đi cầu cúng, đã đi lễ bái rất nhiều nơi rồi. Rất nhiều nơi. Nhưng mà trong lòng á, bây giờ thì tự nhiên cứ cảm thấy là nó có một cái điều gì đó nó có lỗi. Mà thường ngủ mơ thế gì, cái việc mình phá miếu ngày xưa ấy, mà thấy nhiều lần chứ không phải là thấy một hai lần, thấy nhiều lần. Cứ thấy là mình đi đập cái miếu ngày xưa, nó hiện lại cái cảnh đó. Và lại hiện thấy cái cảnh gì, thấy mẹ mình ngã và đập đầu xuống cái thềm nhà và bị chết. Hai cảnh đó nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều năm như thế. Thì đến hỏi thầy, thầy bảo là bây giờ thì cái chỗ mà cái miếu đó bây giờ còn di tích gì không, còn gì không. Vị này nói cái miếu đấy thì hơn 20 năm trước nhân dân đã cho dựng lại rồi, ở dưới một cái gốc đa thật là to, dân dựng lại rồi. Và tôi cũng đã về đó để thắp hương mấy lần rồi. Thế tôi hỏi về để thắp hương, bác có thành tâm, có cúng dường hay sửa sang lại gì không? Bác bảo không, tôi chỉ về tôi thắp hương thôi. Thế tôi bảo cái miếu đó bây giờ xây dựng lại khang trang cái gì chưa? Bảo không, nó chỉ có dân dựng lên nhỏ nhỏ thôi, còn ngày xưa nó to. Ngày xưa là 3 gian, khá to và đẹp. Nhưng bây giờ người ta dựng lại có 1 gian nhỏ nhỏ thôi. Tôi về tôi thắp hương thôi, tôi đi. Thế thầy bảo bây giờ, ngày xưa bác phá, bây giờ bác là người đứng đầu một tỉnh, bây giờ bác phải xây lại. Đơn giản thôi, ngày xưa phá, bây giờ xây lại. Lên làm cái lễ sám hối các cụ, bây giờ xây lại. Kêu gọi mọi người, và mình cũng phải bỏ gì, cái đồng tiền, do cái đồng tiền lương của mình hàng tháng ra mà thành tâm mà làm, chứ không phải là giao cho mấy doanh nghiệp hay là sở văn hóa nó làm các thứ, mà mình coi như lấy cái quyền của mình để mà chỉ đạo người ta làm là cũng không được đâu. Mình phải thành tâm để làm bằng cái cách nào đó, cho người thân, cho ai đó đến để cúng dường để làm. Tất nhiên về pháp luật nhà nước thì vẫn phải giao cho sở văn hóa, rồi phòng văn hóa của huyện, rồi giao cho chính quyền địa phương, xã đó họ làm. Nhưng mà bác phải là người thành tâm. Thế là nghe thầy về làm. Làm xong khoảng độ vài tháng sau, điện cho tôi bảo, thầy ơi, từ hôm mà khánh thành miếu cho đến giờ, tôi không nhìn thấy cái giấc chiêm bao, không bao giờ nhìn thấy cái cảnh tôi đi phá miếu và cái cảnh gì, thấy mẹ tôi bị ngã đập đầu xuống thềm nhà mất nữa. Đó, chúng ta thấy. Cho nên cái việc
phá đình, phá đền, phá miếu, phá mạo đó, rất là nguy hiểm. Không đơn giản đâu, không đơn giản một chút nào. Các vị, dựng đã khó rồi nhưng mà phá đi còn càng khó hơn. Ai mà cứ nghĩ là tài mà đi bảo phá, có ai đi phá thì cứ phá đi mà xem. Nói thật với các quý vị, có khi ba đời vẫn chưa gì hết tội, chứ đừng nói là đừng nói đơn giản. Vì sao? Tâm đức, công đức của Đàn Na Tín Thí Thập Phương, hàng tâm hàng sản, một lòng một dạ họ dựng lên. Nay với cái lòng gì xấu ác đố kỵ, hoặc là không hiểu biết, hoặc là nghênh ngang nghĩ mình có chức có quyền đó, đem phá bỏ đi, quả báo ngay, không đơn giản một chút nào. Để cho nên trường hợp này thì khuyên gì, nên về để xem lại, xem cái chỗ mà phá miếu ngày xưa mà còn đất đó, thì dựng lại. Mà nếu mà dựng rồi thì mình nên thành tâm, gia đình nên thành tâm để cúng dường cái bát hương, hoặc là cái bộ đỉnh, hoặc là cái đôi hạc của đấy thì đấy được thôi. Bộ đỉnh thờ hoặc là đôi hạc bằng đồng ấy. Nếu mà miếu thay hay là khang trang rồi thì mình nên phát tâm một bộ đỉnh, một đôi hạc của đó để sám hối và để cầu sức khỏe và trường thọ cho gì, cho con cho cháu, thì thầy nghĩ là các cụ sẽ hoan hỷ thôi. Và qua đây thì cũng gửi lời tới các vị thần miếu này thì thôi cũng hoan hỷ, tới gia đình họ phát tâm và sám hối rồi thì các vị hoan hỷ cho họ sám hối. Oan oan tương báo biết bao giờ cho hết. Cho nên thì thôi lấy ân để báo oán thì phúc càng thêm nhiều. Lộc thọ thì càng gì, càng nhiều vậy. Cho nên cũng gửi tới cái vị thần miếu này, nếu gia đình họ về sám hối thì cũng nhất tâm để cho họ sám hối, buông tha cho họ, để cho gia đình họ thì cũng được làm ăn bình thường, con cháu được trường thọ, được cát bảo bình an, vân vân. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử con là Đặng Thị Mì, pháp danh Diệu Chính, quê ở Thái Bình. Con xin kính bạch thầy một việc như sau: thân mẫu con hiện đang thờ một ngôi miếu, đến nay đã được 15 năm. Trong miếu có thờ một ảnh bát hương mẹ Quan Âm và Tam Tòa Thánh Mẫu và tượng thập đại tướng quân. Dưới hạ ban thờ Quan Ngũ Hổ. Vừa qua thầy cúng ở quê phán rằng con phải bỏ ảnh bát hương Quan Âm Bồ Tát và hạ thổ tượng tượng mẫu và bát hương mẫu, và không được thờ chung Phật với Thánh Mẫu. Vậy con xin thầy hoan hỷ từ bi dạy cho chúng con biết thờ như thế có được không, hay là phải bỏ như ông thầy cúng ở quê đã nói. Con xin tri ân công đức thầy. Chúng ta nghe thấy cái câu nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ không? Câu nói rất là hay, rất là chuẩn với Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, đúng không? Đạo pháp là chỉ cho gì? Đạo Phật của chúng ta. Dân tộc là chỉ cho tất cả người dân của chúng ta. Chủ nghĩa xã hội là chỉ cho gì? Thể chế quản lý của nhà nước bây giờ, đất nước Việt Nam chúng ta là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà. Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Vậy có nghĩa là gì? Đạo Phật luôn gắn liền với gì? Với những truyền thống, những văn hóa tín ngưỡng ấy, tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta. Vậy chỉ ở trong gì? Ở trong gì? Chúng ta mới thấy ở trong chùa thì cũng có thờ cả gì? Cả mẫu, cả thánh, vân vân. Và ở trong gì? Trong nơi thờ thánh, thờ mẫu cũng có thờ cả Phật, cả Bồ Tát, vân vân. Không có gì là trái cả các quý vị. Mình cứ thành tâm, tâm xuất thì Phật chứng, thành tâm thì thánh gì? Thánh chi, vân vân. Cho nên cái việc mà thờ phụng trong ngôi miếu như vậy, có thờ cả hình ảnh của Bồ Tát Quan Âm, hình ảnh của Thánh Mẫu hay là tượng mẫu đó, thì nghĩ là cũng không có gì chống trái với cái văn hóa Phật giáo nhập thế của Việt Nam chúng ta cả. Không ảnh hưởng gì. Cứ để như thế mà gì? Thờ nguyên như vậy,
không phải đem bỏ ảnh Bồ Tát đi, cũng không phải nhập thổ hạ mẫu, tượng mẫu, mà cứ để nguyên như vậy mà thờ. Tốt thôi, không có ảnh hưởng gì đâu. Không phải nghe cái ông thầy cúng kia mà làm vớ làm vẩn, có khi lại gì, lại rước họa vào thân. Cứ để nguyên như vậy mà thờ. Đèn hương cho tốt, tụng vẫn tụng kinh Phật được ở tại cái gì, cái miếu đó, để các vị thần linh thổ địa nghe được, mà hướng về Tam Bảo mà tu thì càng quý càng tốt. Câu hỏi nữa, câu hỏi cuối. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, ở trong đại tượng, những tượng thờ đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì nhà chùa có còn nhận nữa không? Xin thưa các quý vị, thì vừa khóa lễ pháp hội cầu an đầu năm, thầy nói rồi, ở trong đại tượng phía ngoài thì chúng ta gì, chúng ta làm cũng hòm hòm rồi, thế thì còn tháo giáo và sơn nữa thôi, và cái phần bệ thờ có từ sen trở lên là xong rồi, tháo giáo và sơn nữa là đại tượng là xong. Những phần bên trong, các tầng thờ bên trong làm nó lâu lắm, nó tỉ mỉ lắm, nó chi tiết lắm. Các vị đi lên tầng 2 xem, 18, 20 người thợ, có những lúc là 20 mấy người thợ làm cả một năm vẫn chưa xong tầng 2. Các vị nghĩ xem, một năm trời vẫn chưa xong tầng 2, những cái đắp cái hoa văn trên tầng 2 á, đấy vẫn chưa xong đâu nhá, tầng đấy vẫn chưa xong đâu. Chắc phải đâu rồi 4, 5 tháng mới xong hết được cái tầng đấy. Và làm cả một năm trời. Năm 2021 mới xong được cái tầng, cái tầng trái tim, cái tầng 11 đó. Và cả một năm trời năm 20 vừa qua, 2021 vừa qua. Năm 20 thì làm tầng trái tim, năm 21 thì làm cái tầng tầng 10, cái tầng bên dưới trái tim, vẫn chưa xong. Chúng ta thấy lên vẫn dở dang đấy, chưa xong. Và năm nay thì hôm đầu năm thầy gọi điện cho bác thợ cả, thầy bảo là gì? Thôi bác cố gắng năm nay dồn việc, dồn thợ để làm cho thầy. Đại dịch thì cũng hòm hòm rồi, các Phật tử cũng về chùa lễ Phật rồi, mọi người cũng đi làm được rồi. Thì thầy kêu gọi các Phật tử phát tâm những cái tượng nhỏ nhỏ ở trong đó để tích cóp lại, để đưa cho các bác, để các bác mua vật liệu và các bác làm hộ thầy cho nó xong càng nhanh sớm càng tốt. Thì các bác đã triển khai rồi. Nhanh á, với cái tiến độ này á, các vị thấy nhanh cũng phải gì? Cũng phải tầm 1.5 năm, 2 năm nữa. Trước đây thì dự kiến là phải 4 năm nữa. Nếu cứ làm những cái tiến độ vừa qua phải 4 năm nữa. Nhưng bây giờ mà dồn thợ, nhanh cũng phải 1.5 năm, 2 năm. Mà làm thì đương nhiên trong lúc làm là mình có thể bảo họ làm không được không các quý vị? Không thể. Mình phải có điều kiện phải gì? Gửi kinh tế cho người ta chứ. Mà kinh tế thì đương nhiên là phải do đàn na tín tí thập phương Phật tử chúng ta cúng dường, các thầy thì tích cóp lại và nhờ họ làm cho, chuyển cho họ làm cho. Vì vậy mà tất cả những cái tầng còn lại đó là những cái tầng chưa có tượng và cần phải gì, hoàn thiện trong một thời gian tới và làm quyết liệt thì mới có thể xong được. Và hôm Tết thầy nói rồi, những cái nó hàng hàng vạn cái pho tượng ở trong những cái để vừa là trang trí vừa là thờ cho trang nghiêm luôn ở trong các tầng ấy. Và những cái tượng đó là nhỏ thôi, có 500 ngàn một pho thôi. Đấy là họ làm cho như vậy là hoàn thiện cả luôn vào trong đó luôn. Còn một số những pho tượng như Quan Âm thì vẫn còn thiếu, pho tượng Địa Tạng vẫn còn thiếu. Địa Tạng thì thường là 3 triệu, Quan Âm thì 5 triệu, Địa Tạng thì còn thiếu ít nữa thôi. Chắc là hơn trăm pho nữa là đủ. Quan Âm thì cũng còn thiếu khoảng 200-300 pho nữa. Còn tượng Ngũ Phương thì chưa có mấy. Tượng Ngũ Phương thì còn mới chỉ được khoảng 1/5. Và tới đây bắt đầu thì cũng dồn thợ để cho làm, cố gắng. Và đặc biệt là đang cho
đắp hai cái đầu rồng để vào trong lục đạo đó, đắp hai đầu rồng để vào lục đạo và hoàn thiện những cái phần ở bên ngoài nữa cho xong. Cho nên thì trong suốt quá trình làm đó thì vẫn cứ tiếp nhận bình thường, các Phật tử cũng thông báo để chúng ta cũng nắm được. Xong sớm hay muộn là do gì? Do đàn na tín thí, chứ không phải là do thầy, chỉ là một phần thôi, còn các Phật tử chúng ta nữa. Thì hôm nay thì buổi khai pháp đầu tiên thì đến đây thì tạm thời tạm dừng, và chúng ta sẽ vào thời thượng cúng ngay. Sau khi thượng cúng xong thì chúng ta thọ trai, thì chiều nay thì 2:30, 3 giờ thì chúng ta vào thời đệ nhất. Sau thời đệ nhất thì chúng ta nghỉ, chúng ta chỉ đến khoảng độ tầm 2 giờ thì chúng ta thức dậy, 2:15 ổn định hội trường, và 2:30 chúng ta vào thời đệ nhất luôn, vì thời đệ nhất nó dài hơn. Khoảng 5 giờ thì chúng ta xong thời đệ nhất, nghỉ ngơi ăn uống một chút. Ai ở lại thì nghỉ ngơi ăn uống tắm rửa. Đến tối thì 7:30 chúng ta vân tập từ hội trường, 8 giờ chúng ta làm lễ tắm Phật. Và sáng mai thì vẫn có thời pháp thoại thứ nhất. Sau đó thì chúng ta sẽ vào thời đệ nhị, sáng mai vào thời đệ nhị. Và chiều mai thì có khóa đầu tiên là khóa lễ quy tam bảo cho các vong linh và các thiện nam tín nữ để trở thành Phật tử. Và sau đó thì vào thời đệ tam và chúng ta thí thực và kết khóa. Đấy thì nhẹ nhàng hơn một chút, cái khóa tu này nó chia ra như thế là để nhẹ nhàng hơn một chút. Thông báo cái giờ giấc để chúng ta cũng nắm được. Bây giờ thì thôi, thầy pháp thoại hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Còn những vị nào mà có câu hỏi ấy, chưa trả lời hoặc các vị chưa đưa lên đây, thì chúng ta sẽ ngày mai sẽ trả lời vấn đáp tiếp. Hôm nay chúng ta mời các Phật tử chúng ta cùng đứng dậy để hồi hướng phần khai pháp.